Bản tin Soi TV xin kính chào quý khán thính giả và các bạn. Bản tin ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8 năm 2021, sẽ có những tin tức cập nhật mới nhất sau đây. Trong rất nhiều bản tin, chúng tôi đã nói về lực lượng tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Một lần nữa, ngày hôm nay, chúng tôi phải nhắc đến lực lượng tình báo này đang hoạt động tại Việt Nam. Trong vụ án quân nhân Trần Đức Đô tử vong vào ngày 28 tháng 6, ban chuyên án TC286 đã vào cuộc và phát hiện trong vụ án này có rất nhiều nghi vấn. Đặc biệt, sự kết nối giữa dòng họ Nguyễn Xuân với tình báo Trung Quốc xuất phát từ việc đại tá Nguyễn Xuân Thìn, trưởng ban tuyên huấn quân khu 1, có vợ bé là bà Trần Hương Mai, một tình báo Hoa Nam, quê ở Lạng Sơn, nhưng lại là người mang hai quốc tịch Việt Trung. Hương Mai có thân thế khủng khiếp bởi bà ta có quan hệ cha con với Thượng tướng Lưu Huy, cục trưởng cục tình báo Hoa Nam. Theo thông tin từ tình báo Việt Nam, cục trưởng cục tình báo Lưu Huy chỉ đứng sau ông Tập Cận Bình mà thôi. Khi nhắc đến ông ta thì ngay cả chính phủ Mỹ cũng phải e rè. Lực lượng tình báo Hoa Nam do Lưu Huy kiểm soát trên toàn thế giới. Bởi vậy bà Hương Mai có chỗ dựa không biết sợ trời đất là gì. Đại tá Nguyễn Xuân Lân là em họ của đại tá Nguyễn Xuân Thìn, nên việc ông ta xây biệt phủ tại khu giáp biên giới với Trung Quốc không phải là chuyện lạ. Chính căn biệt phủ này là nơi hoạt động tình báo của dòng họ Nguyễn Xuân với tình báo Trung Quốc. Không ai nghĩ rằng căn biệt phủ này nhiều tiền của như vậy lại được so sánh với vương quốc của vua Brunei. Đầu đầu cũng thấy vàng bạc, được biết từ trước tới nay, không có người nào được mời đến căn biệt phủ này. Mà chiến sĩ trong chuyên án TC286 đã bị một phen hú hồn khi căn biệt phủ này tí nữa thì nổ tung. Lý do mà căn biệt phủ này lại nổ tung và các chiến sĩ ta tại sao lại phát nạn? Vâng, những bản tin trước chúng tôi đã đưa tin căn biệt phủ này dày đặc cạm bẫy và nếu không có sự phát hiện kịp thời và xử lý linh hoạt thì toàn bộ những người vào khám xét đã mất mạng. Bản tin thời sự hôm nay sẽ cập nhật toàn bộ chi tiết sự kiện này, mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Trong vụ án mạng đối với quân nhân Trần Đức Đô, không ai nghĩ rằng vụ việc chỉ đơn thuần là có sự mâu thuẫn trong việc phân bua cao thấp thi đấu võ thuật, dẫn đến việc gia đình dòng họ Nguyễn Xuân tổ chức chỉ đạo 7 đối tượng binh nhất ra tay đánh đập quân nhân Trần Đức Đô một cách tàn nhẫn. Như vậy, nhưng thực tế ẩn chứa bên trong vụ án này là những âm mưu và thủ đoạn đen tối. Dã man nhất của tướng Thông và đại tá Thìn trong công việc làm ăn và hoạt động gián điệp cho Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Đây là vụ án mang tính lịch sử được ghi vào sách giáo khoa để nhắc nhở cho các thế hệ mai sau biết. Và nếu Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương không phát hiện ra sớm, thì trong thời gian tới Trung Quốc sẽ hoàn toàn kiểm soát được đất nước ta. Ví như sự nỏ thần của câu chuyện Mỹ Châu Trọng Thủy, khi đó đất nước ta quay lại thời kỳ Bắc thuộc ngàn năm tăm tối. Trong bản tin trước, chúng tôi đã cập nhật thông tin về việc ban chuyên án TC286 đã ban cử các chiến sĩ đặc công tháo dỡ mìn và bột phá TNT dưới tầng hầm thứ hai trong căn biệt phủ của gia đình đại tá Lân. Theo nhận định của ban chuyên án, cách bố trí và bảo vệ tầng hầm và đường hầm rất khoa học, có sự tính toán rất công phu. Trong khi những loạt bột phá này đều do Trung Quốc sản xuất, vì có sự đề phòng từ trước nên ban chuyên án đã tính đến việc điều động chó nghiệp vụ đánh hơi để không xảy ra bất kỳ vụ án tai nạn nào đáng tiếc được trải qua. Phải mất 4 tiếng các chiến sĩ công binh mới vô hiệu hóa được toàn bộ số mìn và toàn bộ bột phá TNT bên ngoài hành lang dẫn đến. Vì có người làm mặt đột nhiên xuất hiện tại nhà đại tá Lân nên sự thật này đã được hé mở phần nào. Sau khi đọc lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của gia đình đại tá Lân, khám xét trong người đối tượng làm mặt này thì phát hiện hắn giữ một túi bằng da bên trong có rất nhiều chìa khóa. Đây là những con chip để mở các cửa dưới tầng hầm thứ hai. Đề phòng đối tượng này khai gian dối, ban chuyên án đã mang những chìa khóa từ này đi giám định xem chúng có khả năng kích nổ mìn và bột phá TNT hẹn giờ trong các phòng dưới tầng hầm thứ hai hay không. Trong lúc đợi các chuyên gia kỹ thuật, chuyên về thuật toán và nghiên cứu chip điện tử, xác minh các chìa khóa từ, ban chuyên án đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng làm mặt. Đối tượng này khai nhận là A Hoàng, sinh năm 1990, quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng A Hoàng có hai chứng minh thư và hai hộ chiếu của Việt Nam và Trung Quốc. A Hoàng nói tiếng Việt rất giỏi, từng là sinh viên nghiên cứu sinh tại trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 năm. Sau đó A Hoàng về lại Trung Quốc và chuyển đến đảo Hải Nam để đào tạo làm chiến sĩ tình báo cho Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Ban chuyên án TC286 đã cử các cán bộ dày dặn kinh nghiệm hỏi cung với A Hoàng và phải mất 5 tiếng đồng hồ mới khai thác được thông tin bên trong những chìa khóa bằng từ có mã số kia đều có thể kích hoạt được mìn và bột phá TNT dưới tầng hầm thứ hai trong căn biệt phủ của gia đình đại tá Lân. A Hoàng nhất quyết không chịu khai nhận mật khẩu để mở cửa.
Vào thời điểm này, ban chuyên án cũng không cho A Hoàng đồng vào các chìa khóa tư, đề phòng A Hoàng ấn số kích hoạt cho nổ mìn và bột phá TNT trong các phòng và tầng hầm. Tất cả phải đợi các kỹ sư chuyên gia mật khẩu mã hóa và chế tạo chip điện tử do Min tìm mật khẩu. Kính thưa quý vị và các bạn, vào ngày 6 tháng 8, ban chuyên án TC286 đã được chính xác báo tin là có người làm mặt đến gia đình đại tá Nguyễn Xuân Lân tại bản làn thôn Bắc Bó, xã Hải Yến, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngay lập tức, ban chuyên án đã ra lệnh cho các trinh sát phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn bao quanh thành nhiều vòng. Tiếp đó là cử 50 đặc công dày dặn kinh nghiệm bảo vệ 4 cán bộ điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đến đọc lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp toàn bộ biệt phủ của gia đình đại tá Lân. Các cán bộ điều tra phải nhờ đến 4 chú chó nghiệp vụ đánh hơi mới có thể phát hiện ra một đồng trời đằng sau bức tranh sơn thủy hữu tình trị giá 453 tỷ đồng là một cánh cửa đi xuống căn nầm hầm thứ hai. Có 4 phòng lớn và một đường hầm chạy xuyên qua dãy núi. Đây là một đường hầm giúp cho đại tá Lân có thể trốn thoát bất cứ khi nào trong trường hợp bị bại lộ. Dưới tầng hầm thứ hai có 4 phòng và đường hầm này đều được cài rất nhiều mìn và bột phá TNT do Trung Quốc sản xuất. Chỉ cần đồng vào sẽ phát nổ gây nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, các cán bộ điều tra phải rút lui lên trên. Đợi đội công binh đến tháo gỡ mìn và bột phá TNT mới tiếp tục công việc khám xét. Theo nhận định của ban chuyên án TC286, rất có thể bên trong những căn phòng này chứa rất nhiều bí mật quan trọng, khiến cho đại tá Lân phải sử dụng đến vũ khí đã kích hoạt sẵn để bảo vệ. Đây là điều bí mật và khó đoán nhất từ trước đến nay. Không ai nghĩ rằng gia đình họ Nguyễn Xuân lại phải sử dụng những cách bảo vệ cực đoan đến như vậy. Trong các bản tin trước vào cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi đã cập nhật thông tin sau khi đại tá Lân cùng con cháu và 7 đối tượng tin nhất tổ chức đánh đập quân nhân Trần Đức Đô dẫn đến tử vong. Đại tá Lân biết mình không thể thoát tội nên đã trốn sang Trung Quốc nhờ Cục Tình báo Hoa Nam bảo kê, nhưng không thành vì bị đặc nhiệm Việt Nam tiêu diệt. Hai cha con đại tá Lân ở thủ phủ Linh Minh, tỉnh Quảng Tây bằng nhiều phát đạn dẫn đến tử vong. Sau đó, ban chuyên án TC286 tiến hành điều tra đại tá Thìn thì phát hiện ra vị đại tá đã bán các vỏ đạn pháo bằng đồng trong kho quân khí của quân khu 1 cho Trung Quốc. Ngoài ra còn hoạt động gián điệp cho Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Cuối cùng, ban chuyên án TC286 đã được 7 đối tượng binh nhất khai ra sự thật, không phải gia tộc Nguyễn Xuân tổ chức đập chết quân nhân Trần Đức Đô, mà người chỉ đạo chính là bố già Trung tướng Dương Đình Thông, bí thư đảng ủy chính ủy quân khu 1, là người trực tiếp hợp tác với Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Việc này đã bị quân nhân Trần Đức Đô tình cờ phát hiện, nên tướng Thông cùng đại tá Thìn đã chỉ đạo cho em trai là đại tá Lân lên kế hoạch thủ tiêu nhân chứng Trần Đức Đô. Ban chuyên án TC286 đang khẩn trương khám xét toàn bộ căn biệt phủ và khu vực đại tá Lân đã ở trước khi bị tiêu diệt. Vì theo suy đoán của ban chuyên án, rất có thể các tài liệu hợp tác của các tướng tá trong quân khu 1 với Cục Tình báo Hoa Nam trong nhiều năm qua đã được cất giấu trong căn biệt phủ này. Nên khi có người làm mặt đến, ban chuyên án đã tiến hành đọc lệnh bắt giữ và khám xét khẩn cấp ngay. Theo khai báo bước đầu, đối tượng làm mặt này là người Trung Quốc. Rất có thể Cục Tình báo Hoa Nam đã cử đến nhằm ý đồ tiêu hủy tài liệu dưới tầng hầm trong căn biệt phủ của gia đình đại tá Lân và các cán bộ đang tiến hành lấy lời khai để làm rõ vụ án. Trong bản tin trước, chúng tôi đã cập nhật các thông tin liên quan đến việc sau khi các trinh sát đặc công của Bộ Quốc phòng và Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện có đối tượng làm mặt xuất hiện tại căn thủ phủ của gia đình đại tá Nguyễn Xuân Lân. Trong hơn một tháng qua, tại khu vực này chưa hề có bất kỳ đối tượng lạ mặt nào xuất hiện. Rất có thể các đối tượng sợ bị phát hiện nên đã không đến. Nhưng thời gian qua đi hơn một tháng khiến bọn chúng nghĩ rằng ban chuyên án cùng Công an tỉnh Lạng Sơn đã rút hết các trinh sát đặc nhiệm. Vì thế, sự xuất hiện này là điều không bình thường. Sau khi ban chuyên án TC286 nhận được thông báo có đối tượng khả nghi trong căn biệt phủ của đại tá Lân, ngay lập tức Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng các đơn vị quân đội cử các lượng tinh nhuệ nhất đến bao vây thành nhiều vòng khác nhau. Đội chó nghiệp vụ cũng được đưa đến để đề phòng đối tượng bỏ trốn. Bên trong vòng vây, 4 cán bộ điều tra hình sự Bộ Quốc phòng cùng 50 lính đặc công đi theo sau bảo vệ. Sau khi thiết chặt vòng vây quanh căn biệt phủ, tổ đặc công tiến vào nhanh chóng bắt giữ đối tượng lạ mặt. Sau đó, 4 cán bộ điều tra đọc lệnh khám và bắt giữ khẩn cấp đối với gia đình đại tá Nguyễn Xuân Lân. Công việc khám xét bắt đầu tiến hành vào lúc 11 giờ sáng ngày hôm qua. Trong bản tin trước đây, chúng tôi đã cập nhật quá trình khám xét các cán bộ điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phát hiện ra khối tài sản khổng lồ mà đại tá Lân đang sở hữu dưới tầng hầm thứ nhất. Trong tòa nhà như vàng, đô la, kim cương, đá quý, nhung hiệu nài các loại, cao hổ cốt, cao tràn. Ngoài ra còn có 249 sổ bìa đỏ mà đại tá Lân đã mua được trong những năm qua. Những tài sản khổng lồ lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng đã bị niêm phong, tịch thu, sung vào công quỹ nhà nước. Các cán bộ đã yêu cầu đội trinh sát đưa 4 cháu nghiệp vụ đánh hơi khu vực tình nghi dưới tầng hầm thứ nhất.
Sau khi đánh hơi, các khu vực không phát hiện ra điều gì khả nghi. Cuối cùng, một chú chó nghiệp vụ có khả năng đánh hơi tốt nhất đã đánh hơi và sủa liên tục vào một bức tranh sơn thủy hữu tình. Các hình ảnh đều được khảm bằng ngọc trai đá quý, đường viền có gắn kim cương. Đây là bức tranh có bán giá trên thị trường khoảng 453 tỷ đồng. Bức tranh sơn thủy hữu tình này có kích thước như một chiếc giường đôi. Nếu nhìn vào thì không ai có thể phát hiện ra đằng sau bức tranh là một cánh cửa đi xuống tầng hầm thứ hai. Sau khi các đặc công đẩy bức tranh ra và phát hiện cánh cửa cầu thang dẫn xuống tầng hầm thứ hai, để đề phòng rủi ro, đại tá Lân đã cài miệng ở nhiều khu vực khác nhau dưới tầng hầm thứ hai này. Nên bốn chú chó nghiệp vụ được đưa xuống đánh hơi trước. Và đúng như những nhận định của các cán bộ điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, các chú chó nghiệp vụ phát hiện thấy có 4 phòng và một đường hầm chạy xuyên qua một quả đồi. Tất cả các vị trí cửa ngoài đều được đặt bột phá nổ TNT. Đây là những loại bột phá được Trung Quốc sản xuất, bên ngoài đều ghi chữ tượng hình của Trung Quốc. Các cán bộ điều tra nhận định nếu tiếp tục tiến sâu vào đường hầm sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ cần sơ ý chạm vào mìn hoặc bột phá đã cài sẵn chốt kích hoạt, được bật và phát nổ. Khi đó hậu quả đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng của toàn bộ cán bộ điều tra, cùng các đặc công và chó nghiệp vụ đang ở dưới tầng hầm thứ hai. Vì lý do trên, các cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm quyết định ra lệnh rút lên tầng 1, báo về cho ban chuyên án TC286 biết để xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ban Thường vụ đã nhanh chóng chỉ đạo cho Lữ đoàn Công binh cử những cán bộ giỏi nhất, được các trang thiết bị máy móc hiện đại của Bộ Quốc phòng đến để tháo dỡ bom mìn, vật liệu nổ được cài đặt dưới tầng hầm thứ hai trong căn biệt phủ của Đại tá Nguyễn Xuân Lân. Vào lúc 15 giờ chiều hôm qua, nhiều người dân ở thôn Bắc Bó xã Hải Yến cho biết tiếng gầm rú của động cơ và cánh quạt trực thăng như xé tan bầu trời khiến cả một vùng trồng lớn ai cũng đồn đoán có việc gì đó không lành khi quân đội điều động trực thăng quân sự hạ cánh xuống trước cửa căn biệt phủ của Đại tá Lân, rộng hàng ngàn mét vuông. Các tuyến đường dẫn đến căn biệt phủ đều có chốt chặn và lính canh gác. Phía trước có biển bản ghi chữ khu vực quân sự cấm vào. Không một người dân nào có thể đến gần khu vực đặc biệt nguy hiểm này. Mọi người trong bản làng thôn Bắc Bó đều kháo nhau chắc có chuyện gì nghiêm trọng nên quân đội mới điều trực thăng đến. Những người trong gia đình được đưa ra khỏi căn biệt phủ khoảng 500 mét, không ai được tiếp cận những người này. Các chiến sĩ công binh phải mất 4 tiếng rà soát với tháo dỡ được hết bom mìn, vật liệu nổ dưới tầng 2. Và đường hầm xuyên núi trong căn biệt phủ được xây dựng công phu nhất từ trước tới nay. Theo người dân ở đây cho biết, trước đây khoảng 4 năm, khu vực này có nhiều người nói tiếng Trung Quốc đến xây dựng. Các máy múc, máy xúc, máy đào, máy đóng cọc đều do người Trung Quốc trực tiếp thi công. Không ai được tiếp cận gần khu vực xây dựng căn biệt phủ bởi bên ngoài đều có chốt chặn ghi chữ khu vực quân sự cấm vào. Bên trong các chốt có bộ đội cầm súng AK-47 đứng canh gác. Ngoài ra có rất nhiều quân nhân của quân khu 1 đến làm việc hàng ngày ở khu vực rộng lớn này. Những người này chỉ làm việc trong vòng 1 đến 2 tháng, sau đó được thay thế bởi những quân khác. Rất ít người dân ở đây có thể tiếp cận với những người làm việc bên trong. Nhiều người tò mò đi qua các chốt hỏi các chú bộ đội đang đứng canh gác. Ở bên trong đang xây dựng căn cứ gì thì chỉ nhận được câu trả lời giống như nhau. Đây là khu vực bí mật quân sự, chúng tôi không được phép tiết lộ. Chúng tôi chịu trách nhiệm canh giữ bên ngoài, còn bên trong không được phép vào. Vì thế những người dân ở đây nghĩ rằng chắc bên trong là khu vực quân sự nên không ai quan tâm đến nữa. Kính thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng qua, người dân trong và ngoài nước rất quan tâm đến vụ án mạng đối với quân nhân Trần Đức Đô xảy ra tại quân khu 1. Đây là vụ án đặc biệt nguy hiểm về mức độ tàn nhẫn của các tướng tá và chỉ huy đều có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi các đối tượng ra tay hành động. Các âm mưu thủ đoạn được sử dụng như các bày binh bố trận. Vấn đề được đặt ra cho dư luận xã hội là tại sao các tướng tá và chỉ huy lại phải sử dụng đến cả một hệ thống sức mạnh của một quân khu đối với một binh nhì vừa mới tham gia nhập ngũ hơn 6 tháng thử thách, chuẩn bị tiến hành tập luyện. Tại sao sau khi quân nhân Trần Đức Đô bị đánh đập dẫn đến tử vong, chỉ cần thông báo đây là vụ án mạng xảy ra do mâu thuẫn với các binh nhất khác, rồi đưa các đối tượng gây án ra xét xử đúng pháp luật công khai cho toàn thể người dân được biết rõ vụ án, giống như các vụ án đã từng xảy ra tại các quân khu khác trên toàn quốc. Những việc làm khuất tất và cách hành xử theo hướng có tật giật mình, chờ đánh đã khai khiến cho các tướng tá quân khu 1 lộ nguyên hình. Sau khi ban chuyên án TC286 vào cuộc phát hiện rõ các sai phạm đã khiến cho dư luận xã hội hết sức bất bình, đông đảo tướng tá nghỉ hưu đã đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương phải tiến hành xử lý nghiêm minh trước pháp luật, trước các quy định kỷ luật quân đội nhân dân đối với các tướng tá, sĩ quan, quân nhân đã vi phạm tại quân khu 1. Mặc dù vụ án xảy ra hết sức nhẫn tâm và dã man đối với binh nhì Trần Đức Đô khiến cho dư luận cực lực phản đối,
Nhưng cũng nhờ vào vụ án đau thương oan khuất này đã giúp cho ban chuyên án TC286 do Trung ương trực tiếp chỉ đạo đã khám phá ra các sai phạm đặc biệt nguy hiểm trong quân khu 1, qua đó giúp cho Bộ Quốc phòng phát hiện phòng ngừa tiêu diệt các đối tượng can tâm tình nguyện bán mình cho quỷ dữ là Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Nếu như Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương không phát hiện các công việc làm ăn và hoạt động gián điệp của Tướng Thông, gia đình họ Nguyễn Xuân đến đầu đời Đại tá Nguyễn Xuân Thìn, thì trong thời gian tới, quân khu 1 sẽ bị hai tướng tá này biến thành một ổ gián điệp hoạt động cho Cục Tình báo Hoa Nam Trung Quốc. Sau đó lan sang các quân khu khác trên toàn quốc, đến khi đó Trung Quốc không cần phải tốn công sức tiền bạc cũng có thể biến Việt Nam trở thành một nước chư hầu cho Trung Quốc. Biến Việt Nam tự động quay về vũ đạo, Bắc Kinh điều khiển, hậu quả sẽ giống như thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc trước đây. Viễn cảnh này đã được Bắc Kinh sử dụng mưu kế để thực hiện trong các tướng tá tại quân khu 1. Nhưng Bắc Kinh có tài giỏi đến đâu, có lắm mưu nhiều kế đến đâu, thì não bộ của bọn dân tộc Hán thì chỉ là người tính không bằng trời tính. Vụ án mạng xảy ra đối với quân nhân Trần Đức Đô tại quân khu 1 là một hồi chuông báo động cho thấy Cục Tình báo Hoa Nam đã hoạt động hết công suất tại Việt Nam. Mạng lưới này đã tấn công vào những thành trì kiên cố vững chắc nhất, tưởng chừng như không bao giờ có thể lấn tới. Nhưng quan điểm đó đã thay đổi bởi Bắc Kinh không bao giờ chấp nhận ngồi yên, đứng nhìn một Việt Nam trở thành siêu cường thoát khỏi vòng tay kiểm soát của Trung Quốc. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe tin tức của Soái TV.